Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Tài chính đề xuất giảm nhiều loại phí hỗ trợ Covid-19. Dụng cụ thể thao đất hàng mùa dịch. 3.600 tấn vải thiều xuất qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Lâm Đồng hơn 44 năm tù cho nhóm đối tượng trộm cắp hơn 3,7 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội yêu cầu Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên người lao động thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hàng ngày và các biện pháp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời cần tiếp tục đôn đốc việc thành lập mới hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các tổ an toàn Covid-19 trong doanh nghiệp, phối hợp các cơ quan đơn vị doanh nghiệp để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan đơn vị, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, khuyến khích làm việc trực tuyến, đảm bảo hiệu quả công việc và an toàn phòng dịch. Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm mức thu 30 khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19. Thời gian dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021. Mức đề xuất giảm từ 50 đến 70% đối với nhiều loại phí như lệ phí, cấp căn cước công dân, phí sử dụng đường bộ, thu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang công bố phương án khôi phục dần hoạt động 4 khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê Nội Hoàng sau một tuần tạm đóng cửa để phòng dịch. Bắc Giang là nơi đặt nhiều nhà máy lớn nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và vậy việc cân nhắc này nhằm đưa Bắc Giang sang giai đoạn mới, vừa phòng chống dịch vừa sản xuất an toàn, giảm tải cho các khu vực cách ly xã hội, ổn định việc làm, tránh làm đứt gãy chuỗi sản xuất toàn cầu mà nhiều doanh nghiệp ở Bắc Giang là mắt xích quan trọng. Tuy nhiên, việc khôi phục này sẽ được triển khai hết sức thận trọng và đảm bảo các yếu tố an toàn khi chia làm hai giai đoạn: sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các ca nhiễm tiếp tục tăng, và giai đoạn 2 là sau khi khống chế được dịch và trở lại trạng thái bình thường mới. Trong những ngày dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, các hoạt động thể thao ngoài trời bị hạn chế, nhiều người dân đang có xu hướng tìm kiếm các trang thiết bị, mua sắm dụng cụ tập luyện thể thao tại nhà. Vì vậy, thị trường sôi động hẳn lên, lượng bán ra tăng gấp đôi ngày thường. Chị Huyền, nhân viên văn phòng, là người yêu thích thể thao, thường xuyên chạy bộ và đi tập tại các phòng tập thể hình. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, các hoạt động thể thao ngoài trời và các phòng tập bị hạn chế, chị không ra ngoài. Vì vậy, chị quan tâm đến các chương trình khuyến mại cho các dụng cụ thể thao để chọn mua cho riêng mình một bộ dụng cụ để tập luyện tại nhà. Hiện nay thì cái nhu cầu về rèn luyện sức khỏe của mình và của gia đình mình thì nó đang rất là cao, và đặc biệt là trong cái tình hình mùa dịch như thế này thì bản thân mình không thể đi ra ngoài các phòng tập để mình tập luyện được. Chính vì vậy mà lựa chọn tập tại nhà là một cái giải pháp rất là hữu hiệu, và chính vì vậy là nên là mình đã lựa chọn là mua các dụng cụ tập ở trên mạng và sau đó thì về nhà mình tự tập luyện. Dụng cụ luyện tập thể thao phải phù hợp với sức khỏe của mỗi người mới mang lại hiệu quả tốt nhất. Vì thế, nhiều người tiêu dùng ưu tiên việc đến tận cửa hàng để lựa chọn sản phẩm. Là trong thời điểm này thì tất cả các phòng tập đều đóng cửa hết rồi. Nếu mình ở nhà mình tự tập các cái bài sử dụng sức nặng cơ thể thì cũng được, nhưng mà nếu có thêm tạ thì mình nghĩ là sẽ hiệu quả hơn, nên là quyết định là đi mua tạ về tập. Khi đặt mua online thì nó không thể trực tiếp chạm vào sản phẩm, nó không thể chắc chắn được về chất lượng của nó, cũng như là nó cần thêm một số tư vấn của những người bán hàng nữa để chọn ra được những cái sản phẩm phù hợp nhất với bản thân mình. Các thiết bị nhỏ gọn, dễ sử dụng như thảm tập yoga, tạ, máy chạy bộ, vòng lắc, dây nhảy là những mặt hàng được người tiêu dùng ưa chuộng. Chỉ với giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn, khách hàng đã có thể sở hữu một dụng cụ tập ưng ý. Lượng sản phẩm tại các cửa hàng bán ra cũng tăng nhiều hơn so với thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát. Người ta đến người ta mua nhiều những cái sản phẩm tập thể lực, cụ thể như là tạ. Thì những cái thứ đấy bọn tớ hàng ngày cũng vẫn cứ bán, kể cả những ngày không có dịch thì vẫn cứ bán, nhưng mà những cái ngày này thì cái số lượng bán nó sẽ lớn hơn, được khoảng gấp đôi đến gấp ba. Tùy vào điều kiện kinh tế, không gian ngôi nhà mà người tiêu dùng có thể lựa chọn mua các sản phẩm đảm bảo công năng sử dụng, vừa túi tiền và điều quan trọng nhất là phương pháp tập luyện khoa học đúng cách. Ngoài ra cần có chế độ luyện tập và nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung các chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức đề kháng và nâng cao sức khỏe. Trước tình trạng xuất hiện một số quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe sai sự thật, không đúng công dụng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản, niềm tin của người tiêu dùng, Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan liên quan kiểm soát chấn chỉnh hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cục Văn hóa Cơ sở cũng đề nghị các cơ quan đơn vị tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xác định hành vi vi phạm của chủ sở hữu sản phẩm quảng cáo, chủ phương tiện quảng cáo, chủ doanh nghiệp quảng cáo để phối hợp với cơ quan thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực có liên quan, xử lý vi phạm theo quy định hiện hành. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, giá sắt thép trong nước đã tăng 40–50%, khiến nhiều công trình xây dựng nhà gặp khó khăn vì đội vốn, trong khi chờ sự vào cuộc của các bộ ngành đã khiến một số doanh nghiệp xây dựng đứng trước nguy cơ lỗ lớn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ công trình đã và đang thực hiện vì phần lớn hợp đồng ký đơn giá cố định. Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Bọt thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2017–2020 đã được Quốc hội và Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52 năm 2017 và Nghị quyết số 20 năm 2018. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng hơn 11.100 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức PPP. Việc giá nguyên vật liệu đầu vào, nhất là giá thép tăng vọt trong thời gian vừa qua, đã làm tăng chi phí đầu tư. Cái việc tăng cái giá vật liệu trong giai đoạn vừa qua thì nó sẽ làm tăng cái chi phí đầu tư của cái dự án cũng khoảng 15–20%. Tuy nhiên chúng tôi sẽ rà soát chi tiết cụ thể trong quá trình thực hiện dự án sau khi ký hợp đồng dự án để có cái báo cáo tới cấp có thẩm quyền. Thời điểm đấu thầu, giá thép khoảng 11.000 đồng đến 12.600 đồng 1 kg. Nay nhà cung cấp báo giá 18.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, hàng loạt doanh nghiệp lớn thi công tại các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ hàng chục tỷ đồng. Cái giá thép lên như này thì cái việc mà tháo gỡ cái khó khăn này cũng rất là khó. Hoặc là những dự án mà bắt đầu khởi công thì nó lại khác. Bắt đầu khởi công thì rõ ràng nó phải tiếp cận với giá mới. Thế cho nên là trong cái giai đoạn vừa qua có thể nói là nhiều doanh nghiệp đang rơi vào lúng túng. Chính vì đó nhà nước phải vào cuộc. Trước thực trạng này, Bộ Công Thương cần nhanh chóng điều tiết, có thể cân đối nhập khẩu, giảm thuế nhập khẩu, đồng thời đưa ra giải pháp để từng bước điều chỉnh nguồn cung thép, bình ổn giá thép, tránh hiện tượng đầu cơ ép giá để trục lợi. Chúng tôi mới đây cũng có một cái văn bản gửi cho hiệp hội và các nhà sản xuất để xem xét các cái việc, thực ra là xem xét cái việc là tiết giảm cái chi phí đầu vào để làm sao nâng cao cái hiệu quả và giảm cái giá thành. Thật ra cũng như là xem xét cân đối các cái việc liên quan đến xuất khẩu chẳng hạn, nếu có thì làm sao để đáp ứng được cái nhu cầu trong nước là việc ưu tiên đầu tiên. Giá thép thời gian qua chịu tác động mạnh của thị trường thế giới, đặc biệt là việc tăng giá nguyên liệu đầu vào, sự phục hồi nhu cầu thép của thị trường Trung Quốc. Để hạn chế tác động của việc tăng giá thép, các doanh nghiệp thép cần phát huy công suất, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm thép, tổ chức và rà soát hệ thống phân phối hợp lý để ổn định nguồn cung trong nước, đưa thép đến tay người tiêu dùng với chi phí hợp lý. Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, tính từ ngày 8 đến hết ngày 24 tháng 5 đã có 3.600 tấn quả vải tươi xuất khẩu sang Trung Quốc, trị giá gần 2,1 triệu đô la Mỹ. Tính trung bình, mỗi ngày từ 200 đến 250 tấn quả tươi. Đây là vải chín sớm của các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang và Vĩnh Phúc. Để hoạt động xuất khẩu quả vải tươi của các doanh nghiệp tại cửa khẩu Lào Cai diễn ra thuận tiện, lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như tăng cường kiểm tra việc chấp hành nội quy cửa khẩu, giám sát phương án điều tiết phương tiện chở hàng hóa, hỗ trợ khai báo hải quan điện tử, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo thông quan nhanh, an toàn. Vì là những cái mặt hàng này thì là nó từ cái vùng dịch lên ấy, nên các anh cũng đã có phương án để cách ly. Thứ nhất là cách ly hàng hóa, phun khử trùng hàng hóa, cách ly lái xe từ vùng dịch lên để vừa đảm bảo công tác là phòng chống dịch và vẫn tạo điều kiện để hàng hóa được sang nhanh nhất, thuận lợi. Đối với nhóm mặt hàng nông sản xuất khẩu qua chi cục hải quan cửa khẩu nói chung và mặt hàng quả vải tươi xuất khẩu nói riêng, thì chúng tôi cũng đã động viên rồi hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc mở tờ khai từ ngày hôm trước, để sáng hôm sau khi mở cửa khẩu đã có tờ khai để thực hiện xuất khẩu. Từ đầu năm đến nay, nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Lào Cai diễn ra tương đối ổn định. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tính từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 5 đạt trên 579 triệu đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt gần 400 triệu đô la Mỹ với các mặt hàng chủ yếu như quả thanh long, xoài, mít, dưa hấu, ván gỗ bóc. Kim ngạch nhập khẩu đạt trên 180 triệu đô la Mỹ với các mặt hàng như than cốc, hàng nông sản, trái cây. Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông qua hệ thống camera giám sát, cao điểm trong một ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 2.000 trường hợp xe đi vào làn khẩn cấp, 500 trường hợp tài xế lái xe không thắt dây an toàn trên các tuyến cao tốc. Đây là con số đáng lo ngại với ý thức tham gia giao thông của nhiều chủ phương tiện. Camera giám sát trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, hàng loạt các vi phạm đã được ghi lại. Nhiều chủ phương tiện cố tình đi vào làn khẩn cấp, lái xe không thắt dây an toàn hay ngang nhiên dừng đỗ đón trả khách sai quy định. Đó là những hành vi vi phạm thường xảy ra trên các tuyến cao tốc. Thì chúng ta thấy rằng nó mang tổng hợp cái ý nghĩa rất lớn đối với lại công tác bảo đảm an ninh trật tự, vừa kết hợp những cái thành tựu khoa học kỹ thuật, nhưng quan trọng nữa là những cái mà công nghệ chưa thể thay thế được con người thì con người sẽ phải làm, sẽ phải đầu tư để con người làm, và làm có trách nhiệm, làm có chứng cứ rất rõ ràng thì sẽ thuyết phục được và xử lý nghiêm cái vi phạm. Tuy nhiên, không phải lúc nào hệ thống camera giám sát tự động cũng phát hiện được vi phạm. Để xử lý triệt để, Cục Cảnh sát Giao thông đã giao Trung tâm Thông tin Chỉ huy rà soát toàn bộ các camera giao thông trên tuyến để phát hiện các hành vi vi phạm mà camera giám sát tự động chưa phát hiện được. Ngoài các trường hợp mà hệ thống tự động phát hiện và in ra thông báo, thì tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy thì cán bộ theo dõi giám sát hệ thống, khai thác dữ liệu hình ảnh và các video vi phạm. Bước tiếp theo là sau khi mà khai thác được các cái hình ảnh video vi phạm thì đã kết nối với cơ sở dữ liệu đăng ký xe, cơ sở dữ liệu căn cước công dân, và kết hợp với cái hình ảnh video vi phạm, nếu mà trùng khớp về thông tin về xe và chủ xe thì sẽ in thông báo và hình ảnh vi phạm, kết hợp với Tổng công ty bưu điện Việt Nam gửi thông báo đến người dân vi phạm. Việc rà soát này sẽ được thực hiện trên các tuyến cao tốc mà Cục Cảnh sát Giao thông đang quản lý, dựa trên thực tiễn giao thông, quy luật đi lại và tại các điểm nóng thường xuyên xảy ra vi phạm. Mỗi cán bộ sẽ có trách nhiệm quan sát, rà soát lại dữ liệu từ hệ thống camera giám sát. Hệ thống camera giám sát hiện tại có thể lưu dữ liệu lên đến 1 năm. Có những cái trường hợp là tranh luận giữa hai bên là đúng hay sai, bằng thủ công, bằng mắt thường, thì bây giờ chúng ta có chứng cứ điện tử để chứng minh là người ta vi phạm như thế nào và lỗi gì, thì gần như là cái mối quan hệ giữa lực lượng cảnh sát giao thông với người tham gia giao thông nó trở lên đúng quy định và không cần phải nói nhiều, và nói bằng chứng cứ chứ không phải tranh luận bằng lý lẽ nữa. Việc rà soát này đã phát huy hiệu quả. Ngay khi cao điểm trong một ngày, các cán bộ chiến sĩ đã rà soát khoảng 2.000 trường hợp phương tiện cố tình đi vào làn đường khẩn cấp, khoảng 500 trường hợp lái xe điều khiển phương tiện không thắt dây an toàn. Mới đây, đội quản lý thị trường số 2 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm. Lực lượng quản lý thị trường đã xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Oanh chuyên phân phối vật tư điện nước ở thị Tứ Bồ Thời, xã Hồng Tiến trên 5 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập khẩu không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, xử phạt cửa hàng tạp hóa Vui Luyện, xã Phùng Hưng 1,2 triệu đồng về hành vi vi phạm tem nhãn hàng hóa, xử phạt cửa hàng Xiao Haha ở thị trấn Quái Châu 4 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, tịch thu 100 gói chân gà, 15 chai nước táo cùng nhiều gói bánh kẹo hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ khác. Ngoài việc xử phạt và tịch thu hàng hóa vi phạm, lực lượng chức năng yêu cầu các cơ sở kinh doanh cam kết không kinh doanh hàng hóa vi phạm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không hóa đơn chứng từ. Công an thành phố Hà Nội vừa có thông tin về công tác thu nhận hồ sơ căn cước công dân điện tử trên địa bàn trong thời gian tới. Theo đó, để việc cấp căn cước hoàn thành theo đúng tiến độ, tạo thuận lợi giúp nhân dân trong thực hiện các giao dịch hành chính, từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 tới, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai các tổ lưu động thu nhận hồ sơ làm căn cước trên toàn thành phố. Tại trụ sở công an các quận, huyện, thị xã tiếp tục duy trì và tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ. Các đơn vị làm việc tất cả các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, còn một tháng nữa là kết thúc đợt cao điểm cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân. Đây là khoảng thời gian nước rút để lực lượng công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ với quyết tâm đạt kết quả cao nhất, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác phòng chống dịch bệnh. Đây là lần thứ 3 trong vòng 2 tháng qua, tổ cấp thẻ căn cước lưu động của huyện Văn Giang di chuyển đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Cửu Cao làm nhiệm vụ tiếp nhận, làm thủ tục cấp căn cước gắn chip cho người dân. Vì vậy, lượng người đến đăng ký không còn nhiều. Tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ vẫn bận rộn cả ngày. Trung bình với một tổ cố định và tổ cơ động, thời điểm này trên địa bàn huyện vẫn tiếp nhận khoảng trên 500 hồ sơ mỗi ngày. Đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận cấp được gần 80.000 trên tổng số 90.000 công dân trong độ tuổi, đạt khoảng 80%. Phối hợp với trưởng thôn, bí thư chi bộ, rà soát từng hộ gia đình mà chưa làm căn cước, thôn nào mà còn đông người dân mà chưa làm căn cước ấy, thì chúng tôi sẽ quyết tâm đưa máy lưu động xuống tận nơi để phục vụ nhân dân một cách thuận tiện nhất, cố gắng hoàn thành một cái chỉ đúng tiến độ của cái dự án đề ra. Cũng giống như Văn Giang, ngay sau ngày bầu cử, các tổ cấp thẻ căn cước lưu động công an các địa phương đều đã tiếp tục di chuyển xuống cơ sở xã phường thực hiện nhiệm vụ cấp thẻ căn cước gắn chip cho công dân. Với các tổ cấp căn cước công an thành phố Hưng Yên, thậm chí một ngày còn di chuyển vài địa điểm, khi cần còn di chuyển cả tổ cố định xuống cơ sở để phục vụ nhân dân. Trong thời gian tới, các tổ lưu động của công an thành phố sẽ triển khai cấp căn cước lưu động đến tất cả các phường xã với phương châm cao nhất là hết việc chứ không hết giờ, lịch làm sẽ không ấn định, tức là bao giờ hết dân của phường xã đấy mới thôi. Công dân khi đến làm cấp căn cước công dân đảm bảo yêu cầu về 5K về phòng chống dịch. Thời điểm này, toàn tỉnh đã tiếp nhận cấp được trên 600.000 hồ sơ thẻ căn cước, đạt trên 70% số công dân trong độ tuổi. Ngoại trừ 3 địa phương là thị xã Mỹ Hào, huyện Quang Châu, huyện Phú Cừ, tỷ lệ đạt thấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong thời gian qua, còn lại đều đạt trên 80% và quyết tâm hoàn thành trong khung đợt cao điểm. Đối với chỉ các đơn vị mà triển khai có dịch, hết dịch thì tiếp tục thực hiện vừa cố định vừa lưu động theo đảm bảo đúng tiến độ theo quy định. Còn lại các đơn vị khác thì vẫn triển khai duy trì và vận động nhân dân tiếp tục tham gia để đảm bảo cái chỉ tiêu mà lãnh đạo bộ và giám đốc đã ra. Đợt cao điểm kết thúc trước ngày 1 tháng 7 và để hoàn thành chỉ tiêu cùng với sự tích cực của cơ quan chức năng rất cần có sự hợp tác từ phía công dân trong độ tuổi. Sau hơn một buổi xét xử, ngày 27 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Trần Hiền, sinh năm 1981, thường trú ở tỉnh Đồng Nai, tạm trú xã Phú Hội, huyện Đức Trọng và các đồng phạm hơn 44 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tại phiên sơ thẩm, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh nêu rõ, từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020, Trần Hiền đã rủ dê lôi kéo các đối tượng Trần Quốc Phong sinh năm 1986, Trần Quốc Tường sinh năm 1998 và Huỳnh Văn Tự sinh năm 1993, Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1998, đột nhập nhiều nhà dân trên địa bàn huyện Đức Trọng để trộm cắp tài sản. Trong đó, Trần Hiền đóng vai trò chủ mưu và trực tiếp tham gia thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng còn lại chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm tham gia trộm cắp tài sản một lần dưới sự lôi kéo của Trần Hiền. Tổng tài sản mà các đối tượng gây ra trong các vụ trộm cắp được xác định có giá trị hơn 3,7 tỷ đồng. Trong các bị cáo nói trên, Trần Hiền không chỉ là kẻ cầm đầu mà đối tượng này từng có một tiền án về tội giết người mới mãn hạn tù cách đây chưa lâu. Căn cứ theo các quy định của pháp luật, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Hiền 15 năm tù giam, Trần Quốc Phong, Nguyễn Văn Thắng cùng mức án 12 năm tù giam, Trần Quốc Trường 3 năm tù giam và Huỳnh Văn Tự 30 tháng tù giam. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào.